Dương xin chào tất cả cô chú anh chị quay trở lại kênh YouTube của Dương nha. Thì hôm trước Dương có đặt mười mấy cái lờ ở khu mà sân bay Long Thành đây. Thì hôm nay Dương sẽ đi thăm và quay cho cô chú anh chị mình xem trải nghiệm cảnh đặt lờ nha, thăm cá nha. Rồi bây giờ mình đi thôi. Bây giờ Dương đặt ở bên đó. Bây giờ Dương sẽ dẫn cô chú anh chị mình đi qua đó trải nghiệm. Bây giờ mình sẽ đi thăm cái lờ đầu tiên nha. Cá thùng gì vậy? Ôi, thùng gì? Cá gì mà thùng gì? Trời ơi, cá sặc. À, thì mình có gắn nước nữa nha. Ôi trời. Thì con gắn này chắc mình sẽ thả thôi, tại vì nó nhỏ quá. Mình sẽ bắt mấy cá sặc để chừa lại ít thôi. Chừa nhiều quá cua nó vô. Để mình thả con nhỏ này ra đi. Để nó chết á. Nó vô nó máng mà nó sỏ đầu ra nó máng nó chết rồi. Đi thì mình sẽ bắt cá sặc này nha. Quá trời luôn à. Cái nổi lên trên đi. Wow, quá cô chú ơi, con cá bóng tượng chở bẹt cái gì hết biết rồi. Ui, con cá chê với con cá bóng tượng nha, dữ lắm rồi. Ôi con này cá bóng tượng chà bá luôn, quá trời ơi, cá bóng tượng nè, hết biết chưa. Qua đã còn cá chê này nó có tật. À, con cá chê này không bắt nha, mình sẽ để ra đây luôn. Cái nổ hiu lên tưởng không dính chứ, bây giờ dính cá cho bá luôn, không tưởng cho bá luôn. Rồi, mình sẽ lấy cỏ đây đầy lại nha. Rồi đi thăm tiếp rồi, tiếp thôi. Quá trời công tượng. Góc mưa này cũng có cái. Wow, cá sặc. Rồi thì Dương sẽ bắt ít cá sặc này nha. Dương sẽ bắt mớ. Còn ít thì Dương sẽ bắt mấy con thôi. Rồi, chừa là hai con nha, chừa là hai con trong lò thôi. Những góc mưa này cũng có cái. Wow, cá sặc. Rồi thì Dương sẽ bắt ít cá sặc này nha. Dương sẽ bắt mớ. Còn ít thì Dương sẽ bắt mấy con thôi.
Rồi, chùa là hai con nha, chùa là hai con trong lò thôi. Thì dương với đặc cái góc này một cái nha. Biết coi thằng sim ghê ta. Wow. Họ con gắn gì gì cá nha. Này là gắn gì cá. Hồi nãy con gắn nước nãy mình không bắt. Giờ bắt con gắn gì cá này luôn. Gắn gì cá này ngon. Tại gắn nước này hơi nhỏ quá. Mình mang bao tay vô bắt đi. Chị không có cá vô. Giờ là vô gắn. Cũng không dữ nha. Con này cũng nhỏ nè, không bự không. Mình vô ăn cá no luôn. Rồi giờ Dương sẽ đặt cái lờ lại đó nha. Đây, phía dưới đồng cỏ này Dương có đặt một cái chỗ này. Mà thấy im ghê vậy, phèn không vậy? Ôi, vô con cá leo nó xíu à. Mình đặt lại đi. Dòng là bữa sau mình thăm sẽ dính nha. Đây vô cũng có đặt cái lờ này. Thấy nhìn ghê à. Vô và vô thấy gì vậy? À, cái sạc không. Rồi thì mình cũng bắt mấy cái sạc luôn nha. Con mấy con thì bắt mấy con đi. À, để lết thôi. Đây, cái đường khe này. Mình cứ đặt cái cáo này. Ôi, nổi lên trên vậy. Ôi, chết xịn luôn vậy. Ôi, hai con cá chê. Một con cá lăng vô đây, chết queo. Con cá lăng. Ý da. Con cá chê này muốn chết luôn à. Hình như con cá lăng này vô dính gai nè. Cá chê nha. Này là cái chì trắng đó nha, cái trắng gặt luôn á. Nè. Con cá biển. Con cá biển nha. Thank you.
sạc chết queo, vừa nắng quá nó chết hay sao. Cá chốt có sạc không, nhưng bắt mấy con cá thì cái dạng là của Dương tại đây là cũng hết rồi các chú anh chị. Tí nữa quay về Dương sẽ quay cái thành điều quả cho cô chú anh chị mình xem nha. Hôm nay có lẽ không có thu hoạch nhiều, cũng ít à. Cá thì cũng có rồi, thì Dương sẽ thấy hết bông súng để đem về nó con chua nha. Hái một bụi được thôi là hai bụi thôi là cả nhà ăn là hai ngày chưa hết nữa, quá trời. Để dừng đổ cái thành quả cho cô chú chị mình xem nha. Đây là cái thành quả Dương thăm lợ hôm nay nha. Con cá tượng, hai con cá chê với lại mới cá sặc, một con gắn di cá nè. Yeah, cái video Dương tới đây xin kết thúc nha. Hẹn gặp lại với chú anh chị video sau. Dương đi thăm, Dương sẽ quay cho chú anh chị mình xem đi trải nghiệm nha. Bye bye, bye bye chú anh chị nha. Bye bye.